Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải. Cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, Long Tàng Chi Kê tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2023, được bề trên ban phúc tài lộc nở hoa, bất ngờ trúng số, trả sạch nợ nần, đổi đời đại gia, tiền vàng nhét chật két nếu như nắm bắt được cơ mệnh này. Đầu tiên, đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời của người tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, nam nữ mạng. Tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, mạng mộc, thạch lựu mộc, gỗ cây lựu đá, khắc bích thượng thổ, con nhà thanh đế, cô quạnh, xương con gà, tướng tinh con chó, cuộc đời được ông quan đế độ mạng. Tân Dậu có nhiều ước mơ hoài bão cao cả, họ luôn cố gắng phấn đấu nỗ lực để đạt được quyền lực, địa vị vững chắc trong cuộc sống. Họ nổi tiếng là người sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng, bởi vậy mà Tân Dậu được nhiều người ngưỡng mộ kính nể. Tân Dậu khi làm việc rất chăm chỉ và cẩn thận, họ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, vị trí khác nhau và luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Họ thường là người có tầm quan trọng, ảnh hưởng lớn đối với đám đông và cộng đồng, mọi lời nói hành động của họ đều được người khác tán thưởng và hưởng ứng. Tân Dậu là người khá quan trọng vẻ bề ngoài, họ dành nhiều thời gian để chăm chút cho bản thân. Người này rất tự hào về cuộc sống gia đình hòa thuận của mình, bởi vậy sau những giờ làm việc căng thẳng và mệt mỏi, thì Tân Dậu sẽ trở về với mái ấm yêu thương ở bên cạnh người thân của mình. Họ dũng cảm bảo vệ người yếu đuối, sẵn sàng tranh luận mọi lúc mọi nơi. Tuổi Tân Dậu tự tin cho rằng mình là một người hoàn hảo, luôn dẫn đầu mọi người. Nếu có ai đó có ý kiến chê bai, họ sẽ tìm cách để giải thích và phủ nhận điều đó. Tân Dậu rất hài hước và năng động, hoạt bát trước đám đông, họ có thể nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển và khiến cho mọi người phì cười với những câu chuyện của mình. Cũng có một số Tân Dậu ít nói, họ có con mắt tinh tế, thích quan sát, phân tích hơn là giao tiếp với mọi người. Tân Dậu dễ nhìn thấy những sai lầm, khuyết điểm của người khác, nhưng họ lại ít thừa nhận những thiếu sót của mình. Họ đề cao giá trị của bản thân và hài lòng với những lời tán dương, khen thưởng, cũng bởi tính cách này mà đôi khi Tân Dậu bị kẻ xấu tung hô, lợi dụng hãm hại. Mà không hay biết khi làm việc người thường đi theo những khuôn mẫu quen thuộc, ít sáng tạo. Chính vì thế trong nhiều tình huống bất ngờ họ lại khá lúng túng và thiếu quyết đoán. Nam giới Tân Dậu có vẻ ngoài, hào hoa và phong nhã, thu hút được sự chú ý của nhiều cô nàng. Họ là người rất mạnh mẽ, sống có mục tiêu rõ ràng và luôn cố gắng hoàn thành giấc mơ, tiền bạc, địa vị của mình. Xem luận giải tử vi Tân Dậu vào 3 tháng cuối năm Quý Mão 2023, thì Tân Dậu gặp Quý Mão chủ về bình hòa, báo hiệu tử vi năm 2023 Tân Dậu không có nhiều biến động thăng trầm. Công việc làm ăn khá suôn sẻ, có quý nhân phù trợ, không gặp trở lực nào quá lớn và bắt đầu bước vào giai đoạn tích lũy, trở thời bùng nổ. Dưới tác động của kiếp tài và tiểu hao hung tinh chủ về hao tán tiền của, chính vì thế tiền bạc trong năm kiếm được nhiều nhưng cũng tiêu hao lắm. Chủ về khó tích lũy, đây là năm không thích hợp đầu cơ ngắn hạn, cho nên bạn hãy ưu tiên cho chung và dài hạn. Lợi nhuận tuy không nhiều, nhưng ổn định. Gia đạo hài hòa, ít sóng to gió lớn, có xung đột cũng nhanh chóng được hóa giải, chuyện to hóa nhỏ, nhỏ thì không có, tình cảm lứa đôi được củng cố, có nhân duyên cát lành. Sức khỏe tốt hơn năm ngoái đôi phần, chỉ cần bạn chú ý vấn đề suy nhược cơ thể và hạn sông nước là được. Sau đây là lá số tử vi Tân Dậu tháng 10, tháng 11 và 12 âm lịch năm 2023, theo các phương diện cuộc sống cụ thể, chi tiết như sau. Đầu tiên là về mặt sự nghiệp. Công việc làm ăn phát triển ổn định, đâu đó có sự đổi mới tích cực hơn, nhưng không nhiều, vẫn còn thiếu một vài yếu tố để tạo ra sự bùng nổ. Hãy coi đây như giai đoạn tích lũy để chờ thời cơ tốt mà tỏa sáng.
Người làm công ăn lương thì công việc ổn định, có quý nhân long đức tăng phần phúc khí, các mối quan hệ xã giao hài hòa, có dấu hiệu thăng tiến về chức vụ hay lương thưởng vào những tháng cuối năm này. Thương quan xuất hiện, thúc đẩy việc kinh doanh buôn bán thêm phần thuận lợi, quý mệnh lúc này có thể mở mang thêm một vài hạng mục mới hoàn toàn. Ban đầu có thể là tay ngang, nhưng lâu dần trở thành nguồn thu chính, hứa hẹn quả đáng để kỳ vọng. Tuy vậy, vận trình vẫn có những khúc quanh co, có tiểu nhân âm thầm phá sau lưng, nhắc nhở Tân Dậu vì thế hành sự thận trọng, nên cảnh giác cả với người thân quen. Về mặt tài lộc, cục diện bình hòa xuyên suốt, vận khí vẫn ổn định, giúp cho Tân Dậu cân bằng chi tiêu tài chính, có thể tích lũy một món kha khá dùng cho một vài dự định quan trọng sắp tới. Còn người làm công ăn lương, thu nhập ổn hơn, nhưng chưa đa dạng nhiều nguồn thu, người kinh doanh buôn bán tự thân có thêm các nguồn thu ngoài luồng. Tổng thu nhập năm 2023 vẫn rất lý tưởng, không hề kém cạnh bất cứ ai, tuy nhiên sự ổn định khó mà kéo dài khi hung tinh kiếp tài và tiểu hao quấy phá. Hai tinh tú này đều chủ về hao tán tiền của, ngầm đưa ra chỉ báo rằng tiền bạc kiếm được nhiều nhưng khó tụ, mà dễ tiêu hao cho cuộc sống bản thân hoặc gia đình. Chính vì thế, đây chưa phải là thời điểm thích hợp để Tân Dậu tiến hành đầu cơ ngắn hạn, rủi ro rất cao, khó thu hồi vốn, chứ không hề dễ dàng như những kẻ đưa ra lời dụ dỗ. Lúc này bạn nên tập trung cho các danh mục đầu tư chung và dài hạn, đi chậm nhưng chắc, kéo về nguồn thu đều đặn hàng tháng. Về mặt tình cảm, gia đạo. Tình duyên hay gia đạo Tân Dậu 3 tháng cuối năm 2023 này khá tốt, ít sóng to gió lớn, nam nữ độc thân tuy không quá vượn đào hoa, nhưng may mắn có được các mối quan hệ chất lượng do trưởng bối giới thiệu, từ đó có thể tìm được người ưng ý đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định, thậm chí có thể cân nhắc lâu dài. Gia đạo khá hài hòa, dù khó tránh những lúc xung đột giữa các thế hệ khác nhau, tình cảm vợ chồng duy trì ở mức bình ổn, đôi khi khá nhạt nhòa, khiến một trong hai nảy sinh tâm lý chán trường, muốn tìm người khác để sắc màu tâm sự. Nhưng cơ hội này hung tinh phá toái gieo sắc điều phiền muộn, nếu không thực sự tỉnh táo quý mệnh rất dễ rơi vào cảm lẫy tình ái để đe dọa hạnh phúc gia đình bấy lâu. Lúc này bạn hãy chế ngự sự cám dỗ bằng chính những thói quen chăm lo cho nửa kia, có như vậy vận hạn sẽ qua. Với các cặp đôi đang hẹn hò hoặc tiến chuyện hôn nhân, kiếp tài mang theo điềm báo về sự cạnh tranh. Nếu bạn không chủ động nắm giữ hạnh phúc e rằng sẽ tuột khỏi tầm tay, bất luận là nam hay nữ cũng nên cảnh giác về điều này nhé. Về mặt sức khỏe. So với năm ngoái, sức khỏe Tân Dậu tốt hơn đôi phần, tuy nhiên vẫn còn đề phòng các bệnh liên quan đến vấn đề tuổi tác gây suy nhược cơ thể hoặc các bệnh thần kinh do suy nghĩ quá nhiều. Với người cao tuổi trong gia đình thì cần theo dõi huyết áp và lượng đường huyết, đề phòng nguy cơ bị đột quỵ. Người trẻ tuổi trong gia đình thì chú ý đi lại cẩn thận. Năm nay quý mệnh có thể đón tin vui về chuyện thêm con thêm cháu trong nhà, nhất là những cặp đôi đang mong chuyện con cháu. Và sau đây là vận trình tử vi từng tháng, cũng như cẩm nang vượng vận dành riêng cho Tân Dậu, sinh năm 1981, trong tháng 10, tháng 11 và 12 âm lịch, năm Quý Mão 2023 như sau. Đầu tiên là luận giải tử vi tháng 10 âm lịch. Căn cứ vào tử vi tháng 10 của 12 con giáp âm lịch, tháng mới mang tới vận may như ý, một số những thắc mắc của bạn được giải đáp, giúp bạn đi đúng đường hơn trong việc định hướng sự nghiệp. Việc kinh doanh của nhiều Tân Dậu thuận lợi, khi mà bạn không chỉ thu hút được khách hàng mới, mà còn có rất nhiều khách hàng cũ quay trở lại mua hàng, tạo độ uy tín cho bạn trong mắt của mọi người. Ngũ hành xung khắc xuất hiện, chỉ ra những mâu thuẫn khó tránh khỏi nơi công sở, thế nhưng chính nhờ thái độ dứt khoát, rõ ràng của quý mệnh và vai trò quan trọng trong việc xử lý các tình huống khó khăn, bạn khá thận trọng trong lời nói chấp nhận chịu thiệt để giảm thiểu rắc rối có thể xảy ra trong tháng này. Đôi khi người ta không có tình gây khó dễ, chỉ là đang tìm hiểu những hiểu lầm xảy ra giữa hai người mà thôi, chính vì thế thì hãy từ tốn giải thích thay vì to tiếng mà tranh cãi. Thiên tài ghé thăm trong tháng này, đây sẽ là tín hiệu đáng mừng cho con giáp Tân Dậu ở khía cạnh tiền bạc, có thể nói bạn tìm được niềm vui ngay cả trong sự bận rộn hiện tại. Nhiều người nhảy việc trong thời gian này và tìm được nơi có thu nhập cao hơn, nhờ thế mà bạn được cải thiện cuộc sống, cảm thấy ổn định hơn trước rất nhiều. Quan trọng là tài chính được cải thiện, các khoản thu đang đổ về, nên bạn cảm nhận được rõ việc công sức đang được bù đắp, bạn muốn nói lời cảm ơn tới những ai đã giúp bạn suốt thời gian vừa qua. Mặt trái của việc có nhiều tiền ở trong tay, đó là Tân Dậu có xu hướng mua sắm theo tính toán, bạn muốn thỏa mãn các sở thích của mình ngay lập tức. Và không thích phải tính toán cân đối so sánh như trước đây, bạn phải sớm nhận ra vấn đề này để tránh chi tiêu hoang phí nhé.
Tam hợp xuất hiện càng giúp cho con giáp Tân Dậu để họ trân trọng hơn hạnh phúc đang có, dù là những việc nhỏ mà người ấy làm cho bạn, vì tình yêu chứ không phải vì mục đích phụ lợi nào cả. Với những ai biết cố gắng sửa chữa sai lầm, vun vén hạnh phúc gia đình, thì nay cũng đã có dấu hiệu tích cực khi người ấy bao dung, sẵn sàng cho bạn đón quay trở về. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên. Người độc thân thời gian này có kẻ đưa người đón khiến cho ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Tử vi tháng 10 của 12 con giáp âm lịch còn cho thấy lục bạch ngụ tại trung cung. Chính vì thế quý mệnh phải đi xa trong thời gian này thì cần hết sức chú tâm, đảm bảo an toàn cho bản thân, đừng để xảy ra những sự việc đáng tiếc. Bạn hãy nhớ việc đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh và điều ưu tiên hàng đầu. Thời gian này trong các chuyến đi xa, bạn hãy hạn chế việc cầm lái vì khả năng tập trung không cao. Ngoài ra, bạch hổ hung tinh xuất hiện dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của quý mệnh. Thay vì cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình nhé, uống thuốc đúng bữa, thể dục thường xuyên. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là Mão và Tuất, tiểu nhân là Dậu và Thìn, màu sắc may mắn là hồng và đỏ, con số phát lộc là 86 và 92. Tiếp theo là luận giải tử vi tháng 11 âm lịch 2023. Theo dõi tử vi tháng 11 tuổi Tân Dậu âm lịch, về phương diện sự nghiệp, Tân Dậu sẽ có những bước tiến lớn trong công việc, đạt được nhiều thành tựu ở tháng vượng vận khí như thế này. Có nguyệt lệnh lâm trường sinh hỗ trợ quý mệnh, chính vì thế bạn sẽ gặp nhiều điều thuận lợi, làm gì cũng suôn sẻ tới nơi tới chốn, tâm trạng nhờ vậy cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Sự hứng khởi giúp cho bạn trở nên vô cùng nổi bật bằng sự thông minh và sáng tạo của mình, kết hợp với tư duy mẫn tiệp, tinh thần chuyên nghiệp, con giáp này đã khẳng định được vị trí trong công ty, gặt hái được nhiều thành công. Ở thời điểm hiện tại bạn hoàn toàn có thể tự tin về năng lực của mình, sẽ chẳng có một ai nghi ngờ được khả năng của bạn nữa đâu, thêm cả tả phù cát tinh chiếu mệnh, báo hiệu sự nâng đỡ giúp sức từ quý nhân, quý mệnh lại có thêm sự tương trợ từ bên ngoài thì sẽ càng thăng tiến mạnh mẽ hơn nữa, như hổ mọc thêm cánh, phú quý không ai sánh bằng. Tuy nhiên, không có may mắn nào từ trên trời rơi xuống để có thể đạt được tất cả những điều mình mong muốn. Bạn càng phải trải qua không ít khó khăn và thách thức, 5 lần 7 lượt mới nắm bắt được thành công, không có chỗ cho sự lười biếng hay ăn may. Nếu quý mệnh quá ỷ lại vào vận may mà không chịu nỗ lực, bạn có thể sẽ làm cơ hội trôi qua rất đáng tiếc. Thêm một điều nhắc nhở nữa là tháng này bạn càng tỏa sáng, càng dễ bị tiểu nhân ganh ghét do nóng mắt, thiên cầu hung tinh nhắc nhở hung họa tiềm ẩn rất nhiều. Bạn chớ nên chủ quan, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, ngoài ra thì bạn nên chú ý thái độ và cách hành xử, mà chớ nên kiêu ngạo kẻo tự rước họa vào thân. Dẫu không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng từ phía mình chỉ cần bạn hành động đúng mực thì không có gì phải lo lắng. Cát khí trong tháng này cũng có lợi cho việc trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm. Nếu có cơ hội được học hỏi trong môi trường chuyên nghiệp, đừng quá do dự, bởi đó có thể là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời bạn. Ở phương diện tài lộc, tháng tới mang đến cho Tân Dậu nhiều cơ hội gia tăng tài sản, lộc lá đầy nhà. Tân Dậu lúc này với khả năng chi tiêu chu đáo, lại thêm tài tin hỗ trợ, cho nên nhìn nhận mọi vấn đề đều rất thực tế và thông suốt nhé. Tài vận khá sáng, khi bạn được trường sinh hộ mệnh, công việc tiến hành trôi chảy thì tài lộc ắt tăng theo là lẽ đương nhiên, quý mệnh bớt đi nhiều điều phiền não, tập trung làm tốt việc của mình. Lợi nhuận nhờ vậy cũng tăng lên khá nhanh, thêm cả thiên tài báo hiệu, quý mệnh cũng có thể gặp mối đầu tư mang tính thách thức, nhưng bù lại lợi nhuận hứa hẹn vô cùng rủng rỉnh trong tháng này. Có thể tận dụng lúc này để tổng lực triển khai dự án mới hoặc phát triển quy mô dự án cũ, tất cả đều đầu xuôi đuôi lọt, giúp quý mệnh bỏ túi không ít lợi nhuận. Trong khi các mối quan hệ hợp tác cũng cần được bồi dưỡng trong tháng này để tranh thủ kiếm về nhiều hợp đồng dự án có lợi. Cũng nhờ quan hệ xã giao tốt đẹp, bạn vừa bớt được nhiều đối thủ cạnh tranh, lại vừa có người sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó khăn. Nhờ có tài vận ổn định, bạn có thể thoải mái làm những việc mình muốn, nhìn chung bạn cần chăm chỉ, cần cù thì chắc chắn vì làm ăn buôn bán sẽ không đến nỗi nào, đồng ra đồng vào là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, bạn cũng cần tự nhắc nhở bản thân rằng, làm gì cũng cần có kế hoạch cụ thể, đừng tiến hành một cách mù quáng, cảm tính mà bị kẻ xấu lợi dụng, nhất là khi trong tháng có cả thiên cầu hung tinh hoành hành, sai một ly là có thể trả một cái giá rất đắt. Nếu biết đánh giá tình hình chính xác, bạn có thể tránh được những tổn thất không đáng có, cũng như kiếm được một khoản lời lãi kha khá cho mình. Trong tháng này, may mắn nguyệt lệnh lâm đất trường sinh xuất hiện, nên hứa hẹn chuyện tình cảm của Tân Dậu được thuận buồm xuôi gió, vợ chồng duy trì được cảm xúc ổn định.
thường xuyên chia sẻ suy nghĩ với nhau và cùng nhau trao đổi giải quyết mọi vấn đề. Nhờ vậy mối quan hệ được củng cố và ngày càng bền chặt, hạnh phúc gia đình được đảm bảo. Tình cảm của các thành viên trong gia đình lúc này có sự gắn kết mạnh mẽ, bạn đang cảm nhận được sự động viên tinh thần mọi người dành cho bạn trong mọi việc. Tử vi tháng 11 âm cho thấy, thể trạng của Tân Dậu trong tháng khá tốt, khá ổn định, không gặp vấn đề lớn hay trục trặc nào quá lớn cả. Dù vậy, bạn vẫn nên chú ý dưỡng sinh cơ thể trong mùa đông lạnh lẽo để tránh các triệu chứng khó chịu uể oải, làm cản trở cuộc sống và công việc của mình. Bạn cũng hãy lưu ý trong tháng có sự xuất hiện của sao xấu Thiên Cầu, có thể mang tới họa va quệt bất ngờ. Điềm báo tử vi nhắc nhở Tân Dậu nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế đi xa, tới những nơi cao hẻo lánh. Trên hành trình đi lại, nếu gặp miếu, điện, chùa, tháp, nên vào khấn vái để cầu mong sự bình yên. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là Mão và Tuất, tiểu nhân là Dậu và Thìn, màu sắc may mắn là hồng và đỏ, con số phát lộc là 83 và 73. Và cuối cùng là luận tử vi tháng 12 âm lịch 2023. Tháng này những chú gà sẽ khiến cho mọi người xung quanh phải ngạc nhiên bởi cú bứt phá ngoạn mục của mình trong tháng cuối cùng của năm Quý Mão này. Dưới sự che chở của tam hợp tị Dậu Sửu, chính vì thế sự nghiệp rực sáng, cùng những cơ hội phát triển đáng kể, quý mệnh lúc này còn có sự hứng khởi và năng lượng tràn đầy để theo đuổi mục tiêu. Đây là thời điểm tốt nhất để tuổi này nắm bắt thời cơ củng cố vị trí đang có, tiến những bước xa hơn trên chặng đường công danh, sự nghiệp. Lại thêm thiên ấn xuất hiện trong tháng này, báo tin vui cho con giáp Tân Dậu biết rằng nỗ lực của bạn trong nhiều tháng qua đã bắt đầu có kết quả. Bạn bình tĩnh lúc này hãy tập trung trong công việc, hoàn tất được nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành từ trước đó. Các mối quan hệ với đồng nghiệp và đối tác cũng đều diễn ra tốt đẹp, mang tới cho bạn nhiều sự hậu thuẫn, sự phối hợp ăn ý giữa mọi người, giúp những vấn đề khó khăn trước đó được giải quyết trong thời gian sớm hơn, đỡ tốn công tốn sức so với khi bạn làm một mình. Sức mạnh tập thể càng giúp bạn tiến nhanh và tiến xa hơn, cho nên thường ngày đừng quên chăm sóc cho mình những kết nối xã giao của mình. Dù đối phương không giúp bạn được về mặt vật chất hay là nâng đỡ bạn trong công việc cụ thể, nhưng cũng sẽ mang tới cho bạn sự ủng hộ cần thiết. Tất nhiên bạn cũng không nên quá ỷ lại vào người khác, mà tự mình hành động, chăm chỉ nỗ lực thì mới đạt được kết quả đúng như ý nguyện. Nhân lúc cát khí tràn lan, đây cũng là thời gian tốt để bạn trau dồi, cũng như rèn luyện tất cả những gì liên quan đến sáng tạo trong công việc của mình. Việc mạnh mẽ và tự tin bộc lộ khả năng của mình là chìa khóa để bạn đánh đổi lấy. Vậy là sau những cố gắng không ngừng nghỉ, thì Tân Dậu cuối cùng cũng gặt hái được thành công, từng bước tiến đến với mục tiêu mà mình đã đặt ra. Cấp trên nhìn thấy những nỗ lực không mệt mỏi, quyết định trao thêm trọng trách, cất nhắc lên vị trí cao hơn. Bên cạnh những may mắn kể trên, Tân Dậu vẫn cần hết sức thận trọng khi ngũ quỷ hung tinh xuất hiện dự báo có điểm tiểu nhân quấy phá. Lúc này bạn cần ý thức rằng, dù bản thân đang có lợi thế thì cũng chớ nên tỏ ra hùng hoàng, khoe khoan coi thường người khác. Người càng tài giỏi lại càng khiêm tốn, chớ vì sĩ diện nhất thời mà tỏ rõ thái độ không đúng mực, chiêu gọi tiểu nhân, tự rước rắc rối cho bản thân mình. Tử vi của 12 con giáp âm lịch cho biết, tài lộc của Tân Dậu vượng lên khá rõ, cục diện tam hợp mang tới cho bạn nhiều may mắn về tiền bạc. Cả nghề tay trái lẫn nghề tay phải đều đem lại thu nhập khả quan, nhưng chính tài vẫn có xu hướng nhịn hơn, công việc đang tiến triển mạnh mẽ, đảm bảo cho quý mệnh có nguồn thu nhập rủng rỉnh. Bên cạnh khoảng lương cứng với biểu hiện xuất sắc của mình, Tân Dậu còn có thể nhận các khoản phụ cấp, đãi ngộ, thưởng nóng về trách nhiệm, đặc biệt việc ký kết hợp đồng diễn ra suôn sẻ, bạn được dự báo sẽ thu về khoản chi doanh số không nhỏ. Đây còn là tháng cận Tết, cuối năm cũng là lúc mà tiền lương, tiền thưởng được trao, nhiều khoản thu nhập đổ về cùng lúc, giúp tài khoản của Tân Dậu tăng tiến chóng mặt. Trong khi đó, người làm kinh doanh đón lộc nhờ nhu cầu mua sắm dịp cuối năm tăng, các cơ hội buôn bán mùa lễ hội cuối năm liên tục mở ra trước mắt, có thể khiến cho quý mệnh choáng ngợp, nhưng cũng chính vì thế mà quý mệnh có thể gặp khó khăn trong việc lựa chọn hạng mục phù hợp. Tiền bạc dư giả, cho nên bạn có thể thoải mái thực hiện các dự định mua sắm, chuẩn bị đón Tết ho hoặc tự thưởng cho bản thân món quà khích tinh thần cho nỗ lực suốt cả năm vừa qua. Dù vậy, quý mệnh cũng nên học cách quản lý tài chính tốt, tránh ra đà vào việc sắm Tết quá dư thừa mà gây lãng phí. May mắn tiếp tục đồng hành với Tân Dậu ở phương diện tình duyên, tháng này chuyện tình cảm của bạn sẽ có nhiều niềm vui, nhờ bán hợp đồng hành, gia đạo an vui, vợ chồng đồng lòng vui vẻ. Nhà cửa những ngày cận Tết này chuyện nhỏ đến lớn đều được đem ra bàn bạc và hỏi ý kiến của đối phương, nhờ vậy mà không khí gia đình luôn tràn ngập sự ấm cúng và hòa thuận. Điều duy nhất là Tân Dậu cần phải quan tâm, đó là tình hình sức khỏe của mình trong tháng này do ảnh hưởng của Nguyệt Lâm Đất tác động, cho nên những vấn đề từ nhỏ,
như mất, ngủ, ăn uống kém ngon lại khiến cho thể trạng của bạn sa sút nhanh chóng, bệnh cũng có thể tái phát nếu thời gian qua bạn đã lơ là việc chăm sóc sức khỏe. Những thói quen sinh hoạt thiếu khoa học, lối sống thiếu lành mạnh sẽ khiến cho bạn phải trả giá. Ngoài ra thì hung tinh ngũ quỷ cũng nhắc nhở quý mệnh đi lại, làm việc phải thận trọng nhé, kẻo bị va quẹt bất ngờ, nhất là trong những ngày cuối năm này. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là Sửu và Mùi, tiểu nhân là Dậu và Thìn, màu sắc may mắn là tím và hồng, con số phát lộc là 22 và 91. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 10, 11, 12 âm lịch, năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.